Kính chào quý anh chị cùng các bạn. Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021. Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một loạt các cái mẫu xe đang được bày bán tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh, có địa chỉ ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Và ở bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Và quý anh chị các bạn quan tâm là có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo vào số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, và cũng thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe mà bên Đức Trung đang bán hàng ngày. Và để không mất nhiều thời gian của quý anh chị cùng các bạn này, Đức Trung sẽ lần lượt đi từ đầu hàng để quay và báo giá tới quý anh chị cùng các bạn. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một cái mẫu xe Mazda BT50 sản xuất năm 2012, biển Nam Định, 18C09263. Chiếc xe này thì được trang bị số sàn 2 cầu, máy 2.2, đã có lắp thùng thấp, bậc bước rất là to bản, được trang trí vè mưa, lẹp chân kính, tay hõm cửa, và có cả bộ tem thể thao khá đẹp. Vâng, đèn pha, đèn hậu cũng được viền chrome, vừa bảo vệ đèn vừa tăng cái độ đẹp cho xe. Một mẫu Mazda BT50 sản xuất năm 2012, số sàn 2 cầu, máy 2.2. Và chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 375 triệu. Độ gần nhau quá cho nên là cũng hơi khó quan sát một chút. Vâng, đây, một cái mẫu Mazda BT50 sản xuất năm 2012, số sàn 2 cầu, 375 triệu. Vâng, kế tiếp là một mẫu Forerunner Wincheck sản xuất năm 2014, màu đỏ cà rốt, biển Quảng Ninh. Vâng, chiếc này thì được trang bị số tự động 1 cầu, máy 2.2. Và bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe trên với giá là 495 triệu đồng. Vâng, giá trên thì bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ, thiện chí thì vẫn còn bớt cho khách hàng. Khi mà xem xe trực tiếp thì ta sẽ bàn về giá nó cụ thể, cũng như là các cái phương thức thanh toán, các cái hỗ trợ về thủ tục sang tên, rút hồ sơ, thậm chí là có thể mang xe đến tận nhà để quý anh chị các bạn không quen đường thì cũng có thể là yên tâm. Vâng, kế tiếp là một mẫu Forerunner Wincheck sản xuất năm 2016 và đăng ký lần đầu là năm 2017, màu trắng, tên tư nhân một chủ, biển Lào Cai. Vâng, chiếc này thì trang bị động cơ 3.2, số tự động 2 cầu, rất là đẹp. Vâng, bên Đức Trung đang chào bán mẫu xe trên với giá là 710 triệu đồng. Vâng, 710 triệu đồng. Forerunner Wincheck 2016, đăng ký 2017, hệ điều hành Sinh 3. Vâng, kế tiếp là một mẫu Toyota Hilux sản xuất năm 2012, trang bị số sàn 2 cầu, động cơ 3.0. Vâng, chiếc xe này thì có cái biển số Hải Phòng rất là đẹp, 15C05888. Đấy, toàn 8 thôi, toàn phát. Quý anh chị các bạn quan tâm đến mẫu xe trên thì hãy liên hệ với Đức Trung, số điện thoại là 0965 951 955. Và để có cái giá tốt nhất thì quý anh chị hãy gọi điện, Đức Trung sẽ tư vấn và sẽ đưa cho một cái giá để quý anh chị các bạn có thể mua được xe về dùng. Vâng, kế tiếp là một mẫu Forerunner Wincheck sản xuất năm 2017, con này đẹp xuất sắc, không một lỗi nhỏ, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 770 triệu. Vâng, xe được trang bị động cơ 3.2, số tự động 2 cầu, con này thì zin đẹp, không một lỗi nhỏ, đẹp lắm. Bên Đức Trung có rất nhiều người quan tâm đến cái dòng Wincheck này, thì con này không chắc là nó đã ở lâu được với bên chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Vâng, chắc là trong lai mai là lại
về làm dâu nhà người ta thôi. Vâng, kế tiếp Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe có giá là 405 triệu. Đó là chiếc Mazda BT50 sản xuất năm 2013, trang bị số tự động 2 cầu máy 3.2, biển Quảng Ninh, màu trắng sứ, 405 triệu. Thiện chí thì sẽ bao rút hồ sơ. Và ngay bên cạnh là một mẫu Ford Ranger bản XLS, trang bị số tự động 1 cầu máy 2.2. Con này sản xuất năm 2013, đã có lắp thùng thấp và giá chào bán là 448 triệu đồng. Vâng, bên cạnh là một mẫu Mazda BT50 sản xuất năm 2017, trang bị số sàn 2 cầu máy dầu 2.2. Vâng, 2017 biển Đà Nẵng, nước sơn màu cà phê, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 475 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một mẫu Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2019, trang bị số tự động, con này số sàn, số sàn 2 cầu biển Hà Nội. Vâng, bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe trên với giá là 665 triệu. Vâng, 665 triệu cho một cái mẫu Ford Ranger XLT số sàn 2 cầu, động cơ dầu 2.2, 2019 mới chạy 2 vạn 1, rất là mới, rất là lướt. Vâng, ngay bên cạnh là một mẫu Nissan Navara sản xuất năm 2018, màu đen biển Lào Cai. Ở bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe trên với giá là 545 triệu đồng. Quý anh chị các bạn ai mà quan tâm đến mẫu xe nào thì liên hệ với Đức Trung theo số 0965 951 955 để Đức Trung tư vấn cũng như là đưa ra cái giá tốt nhất cho quý anh chị của các bạn. Vâng, tiếp theo là một mẫu Isuzu D-Max sản xuất năm 2013. Con này thì màu xanh biển Phú Thọ. Giá chào bán là 290 triệu đồng. Vâng, kế tiếp là một mẫu xe màu bạc sản xuất năm 2013. Đó là chiếc Ford Ranger Wincheck biển Thanh Hóa 36C33292. Và cái mẫu này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 452 triệu. Vâng, 452 triệu các bác nhé. Có bao rút hồ sơ. Vâng, thiện chí thì vẫn còn lọc lá thêm. Vâng, kế tiếp là một mẫu xe Ford sản xuất năm 2015, form mới 2016, trang bị số sàn 2 cầu. Chiếc này là bản XL, biển Bắc Ninh. Và bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu này với giá là 465 triệu đồng. 465 triệu. Vâng, kế tiếp là một mẫu Mazda BT50 sản xuất năm 2015. Và chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 445 triệu. Trang bị số tự động 1 cầu, máy 2.2, biển Quảng Ninh. Vâng, kế tiếp là một mẫu Ford Ranger Wincheck sản xuất năm 2010, số sàn 2 cầu 2.5. Bên Đức Trung đang chào bán với giá là 310 triệu đồng. Vâng, chiếc Mazda 323 này thì bên Đức Trung đã bán rồi, đang rút hồ sơ. Còn chiếc Honda thì của khách người ta đang gửi. Và tiếp theo Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Ford Ranger bản XLS sản xuất năm 2014, máy số zin, keo chỉ zin. Và chiếc này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 405 triệu. 405 triệu là bao rút hồ sơ. Vâng, con này máy gầm cực kỳ chất, có màn hình Android rất là to. Thế và tiếp theo thì chiếc Ford Wincheck sản xuất năm 2018 này thì bên Đức Trung đã bán rồi. Vâng, đang chờ ngân hàng giải ngân, khách hàng sẽ lấy xe. Thế và còn chiếc Nissan Navara màu xanh tím than này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 485 triệu. 485 triệu cho một cái mẫu Nissan Navara sản xuất năm 2017,
biển Vĩnh Phúc 88C18646, trang bị số tự động một cầu máy 2.5. Vâng, quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy đến xem xe trực tiếp tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Vâng, có địa chỉ ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. Số điện thoại liên hệ là 0965 951 955. Vâng, và hai cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đã bán rồi, đợi ngày đẹp là khách hàng đến lấy, nên xin phép không nhắc đến nữa. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một loạt các cái mẫu xe đang được bày bán tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh, có địa chỉ ở ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. Vâng, Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý anh chị cùng các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.